Bên cạnh các điểm du lịch xa được ưa chuộng thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là lựa chọn của khá đông du khách dịp nghỉ lễ. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, tổng doanh thu du lịch trên địa bàn đạt 2.940 tỷ đồng. Theo đó, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đến thành phố ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2%, và khách quốc tế khoảng 38.800 lượt, tăng 3,2%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 2.940 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Các khu vui chơi, du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách đến tham quan, trải nghiệm, gồm khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, di tích lịch sử chiến khu rừng sát Cần Giờ, công viên văn hóa Đầm Sen, công viên văn hóa Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Bên cạnh đó, các siêu thị, trung tâm thương mại cũng thu hút một lượng lớn khách dịp nghỉ lễ, vì đây là dịp để người tiêu dùng được tiếp cận với những mặt hàng giá tốt.